My hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness is born by the ones he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I lay. Christ.
Bằng tâm hồn về đây giữa
Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng đại lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh Phêrô của Đạt Làm Đá Tảng, và trên đó Chúa xây dựng hội thánh của Chúa. Thánh Phaolô sau khi trở đại trở thành vị tông đồ của các chân ngoại, hai vị thánh đã tích cực phát triển nước Chúa và cuối cùng đã hy sinh tử đạo tại Roma. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả anh em của chúng ta mang thánh bổ mạng Phêrô và Phaolô, và chúng ta cùng nhau cầu Chúa ban ơn cho chúng ta biết sống và tuyên xưng đức tin vào Chúa, biết sống và giao giảng lời Chúa như hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cho dù chúng ta phải hy sinh thảm mình, cho dù chúng ta bị thiệt thòi về thân xác, ngày hôm nay chúng ta cũng tham dự phong chức linh mục cho người thầy có thế. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn cho các thân chức này trở thành những người chủ trang nhân hậu, trở thành những thợ gặt lành nghề, trở thành những người cộng tác để xây dựng nước Chúa ở trần gian này. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và Chúng ta cùng Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa.
Chúa là sương mạnh mà anh quê trắng che con.
yêu thương ông phù đã tạo tác con trong lòng thân mẫu để con được ca ngợi và tôn kính Chúa tình thương dùng tác phong khi nhiệm ngài bởi bởi thân muôn trời cao. Phaolô gọi đó là một cuộc chiến đấu chính nghĩa của người Kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời. Phần thưởng cho cuộc chiến đấu cao đẹp này là triều thiên vinh quang nơi cuộc sống đời sau vĩnh cửu. Bài trích thơ thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi cho Timôthêô. Con thân mến, phần cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha, và trong ngày đó Chúa là đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha một triều thiên ấy. Nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trong đời người xuất hiện. Nhưng có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha việc giảng đạo nên trọn, và tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy, và cha đã thoát được khỏi miệng sư tử. Nguyện cho người được vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Ta lạy Chúa. Hallelujah.
này như một điều kiện quan trọng nhất mà Đức Giêsu mong ước và tìm kiếm nơi người mà Chúa sẽ chọn làm chủ lãnh giáo hội của mình. Đó cũng là lời tiên sư mà Chúa Giêsu vẫn chờ đợi nơi cuộc sống của những người Kitô hữu hôm nay. Lưu ý, khi thầy phó tế ở xứ, cộng đoàn chúng ta đã là và ở Chúa cùng anh chị em. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea của Philippe và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, sai lầm thuộc về con người. Có sai lầm mới có sửa sai. Hôm nay chúng ta mừng lễ hai vị thánh cả. Một trong những con đường mà hai vị đã đi qua để trở thành thánh được khởi đầu bằng những sai lầm. Tư vấn Phêrô sai lầm vì không hiểu Chúa. Theo tường thuật của Thánh Luca, Marco hay là Matthew đều nói lên lời tuyên xưng của Thánh Phêrô khi được Chúa Giêsu hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô trả lời: Thầy là đấng Kitô. Câu trả lời này đã tóm lược hết mọi hiểu biết về Đức Kitô của nhiều thành phần, mức độ của dân chúng. Họ chỉ thấy những việc Chúa Giêsu làm, họ nghe những lời Chúa Giêsu giảng dạy mà họ không suy nghĩ thêm, cho nên họ chỉ biết Chúa Giêsu là một vị tiên tri thôi. Còn Phêrô được ơn Chúa soi sáng. Phêrô hiểu Chúa Giêsu là Đức Kitô con Thiên Chúa, và cho nên Phêrô được Chúa Giêsu thầy của mình tin tưởng và xem như là một tảng đá mà trên đó thầy của mình sẽ xây dựng nước, xây dựng giáo hội. Phêrô được thầy của mình trao quyền điều khiển giáo hội đó. Cũng chính vì lý do đó mà chúng ta cũng dễ hiểu khi Phêrô mất kiên nhẫn khi nghe thầy của mình tiên báo về cuộc khổ nạn mà thầy của mình sẽ phải gánh chịu.
Chúa Giêsu nói rất rõ về điều đó. Chúa Giêsu nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại. Phêrô vội vàng kéo Chúa Giêsu ra riêng và can ngăn, không muốn việc không hay xảy đến cho thầy mình. Nhưng Chúa Giêsu quay lại nhìn thấy các môn đệ và người trách Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Chúng ta có thể biện hộ cho thái độ và lời can ngăn của thánh Phêrô. Thật tình mà nói, con người ai cũng vậy, ai lại không muốn vinh quang, ai lại không muốn hưởng thụ. Vì thế cho nên Phêrô nghĩ lại rằng: tôi đâu có muốn sự dữ đến cho thầy đâu, tại sao tôi bị thầy trách? Tôi muốn thầy hiểu tôi hơn, tôi thật sự yêu mến thầy, trung thành với thầy. Tôi nào có muốn cuộc đời của thầy kết thúc một cách buồn thảm như thế. Tôi chỉ muốn thầy được vinh quang thôi. Tôi không thể nào tưởng tượng cho các thầy thầy phải hiểu. Tôi không thể hiểu thầy được, tại sao thầy lại muốn như thế? Tâm hồn của Phêrô lúc đó rơi vào tình trạng khó xử. Và Phêrô nghĩ rằng ông hiểu được Chúa, nhưng thực sự ông đã hiểu sai. Chỉ vì một cái lý do duy nhất, đó là cách hiểu của Phêrô chỉ là cách hiểu của con người. Sai lầm là ở chỗ đó. Mãi sau này, nhờ vào ơn Chúa, sau bao lần vấp ngã trầm trọng nhất là cho bỏ thầy mình trước mặt một cô gái làm công trong công trình, và từ đó thân nhân mới có dịp làm lại cuộc đời và sống theo gương thầy mình cho đến chết. Đấy là thánh Phêrô khởi sự cũng bằng một sai lầm, sau này mới được thành công. Phaolô cũng thế. Phaolô sai lầm cũng vì chưa hiểu Chúa. Khởi đầu Phaolô là một người rất tự mãn về chính mình. Trong thư gửi chính hữu gửi Philippe, ngài nói về giá trị của ngài có được. Ngài thuộc đạo Do Thái, cho nên ngài rất là tự hào về tôn giáo của mình. Tôi chịu cắt bì ngày thứ 8. Tôi thuộc dòng dõi Israel, họ Benjamin, là người Hebri, con của người Hebri, giữ luật thì đúng như một người Pharisee, nhiệt thành đến mức ngược đãi hội thánh, còn sống công chính theo lề luật thì chẳng ai được tôi. Đó là cái niềm tự hào của Phaolô. Phaolô là người Hebri, tức là người Do Thái đó, là con của người Hebri, nên ngài cũng có quyền hưởng mọi quyền lợi của dòng dõi Hebri. Phaolô giữ luật theo đúng như một người Pharisee, ngài giữ luật nghiêm túc, thông thạo luật Môi-se, sống chết với lề luật. Và thưa anh chị em, chính vì nhiệt thành với lề luật Môi-se mà ngài đã bắt bớ ngược đãi giáo hội của Chúa Giêsu đã thành lập. Ông đã dâng thân vào việc bảo vệ luật Môi-se, chống lại các Kitô hữu thiên khởi, chỉ vì ông cũng hiểu sai về Chúa Giêsu Kitô. Nhưng kể từ khi bị Chúa cho ngã ngựa trên đường đi bắt hại những Kitô hữu, được ơn soi sáng từ trên cao, ngài mới nhận ra
vị thủ lãnh của đạo mới này là ai. Và cũng từ đó Ngài mới có một thái độ hoàn toàn thay đổi. Và từ đây Chúa đã làm cho Phao-lô có một cái nhìn mới về mọi sự, xem trọng những gì thuộc về Đức Kitô và muốn chiếm hữu nó với bất cứ giá nào. Từ nay Chúa biến đổi Phao-lô từ một con người lầm lẫn về Đức Kitô đến một con người nhiệt thành vì Đức Kitô đó. Chúa biến đổi ông một con người sống trong tâm tối trở thành một con người sống trong ánh sáng của Đức Kitô. Thưa anh chị em, nói gương hai thánh tông đồ Phêrô và Phao-lô, chúng ta, tất cả chúng ta và các tân chức đây, hãy tự vấn lương tâm, nhìn lại sự hiểu biết của chúng ta về Chúa, sự hiểu biết của chúng ta về giáo lý của người. Vì hiểu theo kiểu phàm trần mà đôi khi tất cả chúng ta hiểu sai về Chúa. Chúng ta chỉ thấy toàn là những phi lý trong giáo huấn của Chúa, bởi vì nó không theo cái ý muốn của chúng ta. Việc làm của Chúa Giêsu mang tính thấy xa trông rộng cho toàn bộ cuộc sống con người, vừa thể xác vừa tâm linh, mang tính cứu chuộc cho toàn thể nhân loại. Trong khi đó, việc làm của chúng ta mang tính nhất thời, chỉ thấy chúng ta mà không thấy cho người khác. Cái nhìn của Chúa Giêsu đối với con người mang đầy tình bác ái, yêu thương và hay tha thứ. Trong khi đó, cái nhìn của chúng ta đầy tính ích kỷ và ghen tương và hay lên án. Đấy, chúng ta hãy xét lại xem chúng ta có hiểu về Chúa Giêsu, có hiểu về giáo lý của Ngài hay không. Nhân dịp lễ hai thánh Phêrô, tông đồ Phêrô và Phao-lô, hôm nay cũng là ngày các phó tế chịu chức linh mục. Xin Chúa ban cho các tân chức được trung thành với đức tin đã lãnh nhận, được trung thành với giáo lý chân chính đã học được, để các ngài sẽ nói gót theo Chúa, làm tư tế, làm nhà lãnh đạo, làm nhà rao giảng. Đồng thời, chúng ta cũng thành thật xin lỗi Chúa và xin Chúa củng cố và nâng đỡ đức tin, đức cậy, đức mến của chúng ta. Giống như xưa kia Chúa đã nâng đỡ đức tin, đức cậy, đức mến của hai thánh tông đồ Phêrô và Phao-lô, để nhờ đó chúng ta sống tốt hơn, sống đẹp lòng Chúa hơn. Tiếp sau đây là nghi thức phong chức linh mục. Nghi thức cổ kính này được khởi sự bằng việc tuyển chọn. Linh mục được ủy nhiệm sẽ thay mặt giáo hội gọi tên các tiến chức và thỉnh cầu giám mục cất nhắc những người này lên chức linh mục để phục vụ giáo hội trong sứ mạng được ủy thác cho mình. Xin mời các thầy sắp thụ phong linh mục tiến lên. Thầy Louis Sơn Cẩn Vinh Phương, thầy John Easton Đen Quang Thảo Kiều, thầy Nguyễn Xem Nguyễn Vũ Kim, thầy Nguyễn Xem Võ Đồng Quảng, thầy Tê Lô Nguyễn Thanh Tổng, thầy Nguyễn Vê Tư Nhiêu Minh, thầy Phong Lô Hàng Văn Phong, thầy Tôn Ba La Ni Lô Nguyễn Bạc Nguyễn, thầy Tê Lô Nguyễn Vũ Kim, thầy Do Kim Dương Minh Trung.
Cha biết thầy này có xứng đáng không? Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân, và theo ý kiến các thầy quý, con tin nhận là những thầy này được coi là xứng đáng. Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Chúa Giêsu Kitô đến cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức linh mục. Tạ ơn Chúa. Huấn dụ của Đức Giám Mục. Đức Giám Mục sẽ nhắc nhở cộng đoàn về vai trò và nhiệm vụ của chức linh mục trong đời sống của giáo hội, và Ngài cũng sẽ ân cần khuyên nhủ các tín chức những điều cần lưu ý khi lãnh nhận hồng ân chức thánh này. Anh chị em thân mến, vì những người này con cái chúng tôi và là thân nhân bạn hữu của anh chị em sắp được nhắc lên chức linh mục, xin anh chị em chú ý nhận định chức vụ các thầy nhận lãnh đây quan trọng thế nào. Thật ra toàn thể dân Thánh Chúa đều thực hiện chức tư tế vương giả trong Chúa Kitô. Tuy nhiên, chính vị thượng tế chúng ta là Chúa Giêsu Kitô đã chọn một số môn đệ để nhân danh Người chánh thức thi hành chức vụ tư tế trong hội thánh thay cho nhân loại. Vì được Chúa Cha sai đến, chính Người đã sai các tông đồ đi khắp thế gian để nhờ các ngài và những giám mục kế vị các ngài luôn luôn hoàn tất nhiệm vụ làm thầy, làm tư tế và làm mục tử. Còn các linh mục là những người được kêu mời hợp tác với hàng giám mục trong nhiệm vụ tư tế để phục vụ dân Thiên Chúa, trở thành cộng tác viên của hàng giám mục. Sau khi cân nhắc cẩn thận, chúng tôi thấy những anh em này đáng được phong lên chức linh mục để phục vụ Kitô làm thầy và tư tế làm người, và là đức làm cho hội thánh diện thể Người được thành hình và phát triển để trở nên dân thiên và đền thánh Thiên Chúa. Vì phải nên giống Chúa Kitô thượng tế muôn đời, phải liên kết với chức tư tế của giám mục, các thầy được thánh hiến thành tư tế thật sự của Tân Ước để rao giảng phúc âm, chăn dắt dân Thiên Chúa và cử hành phụng tự, nhất là trong thánh lễ. Còn chúng con thân mến, chúng con sắp lên chức linh mục, chúng con sẽ thi hành nhiệm vụ giảng huấn trong Chúa Kitô là thầy chúng ta. Chúng con đã vui mừng lãnh nhận lời Chúa. Chúng con hãy đem hơn phát cho mọi người. Khi suy gẫm lời Chúa, chúng con hãy chú tâm tin của chúng con đọc, để điều chúng con tin và thi hành điều chúng con dạy. Vậy cho biết chúng con thầy phải nên hương thực tu chân Thiên Chúa, hương thơm đời sống chúng con phải nên niềm vui thú cho tín đồ Chúa Kitô, để lời nói và tin lành của chúng con xây dựng nhà Thiên Chúa là một thành. Chúng con cũng phải thi hành nhiệm vụ thánh hóa trong Chúa Kitô, vì chức vụ chúng con sẽ giúp hoàn thành lễ tế thiên liêng của tín đồ. Nhiệm vụ lễ tế của Chúa Kitô tay chúng con chân thiếu, khi chúng con cử hành lễ tế không đổ máu trên bàn thờ, để chúng con phải ý thức việc chúng con làm, phải noi theo điều chúng con thực hiện, nghĩa là khi cử hành một nhiệm vụ chịu trách và sống lại, chúng con nhớ được thân xác khỏi nét xấu và tiến bước trong đời sống mới. Khi rửa tội, quy tụ người ta vào trong Thiên Chúa, khi nhân dân của Thiên Tô và hội thánh ban phép giải tội, khi xin đồng hành nâng đỡ bệnh nhân, khi cử hành các nghi lễ thánh,
khi chân lời ca ngợi tạ ơn và cầu nguyện trong các giờ phút nhận được, không những thay thế cho dân thiên chúa mà còn thay cho toàn thể thế giới. Những khi ấy chúng con sẽ nhận định được quyền trò giữa loài người và được nhắc lên thay thế họ để lo những việc thuộc về thiên chúa. Vậy chúng con hãy luôn luôn vui vẻ toàn thiện trong đức mến chân thật, không tìm kiếm những gì thuộc về mình, nhưng tìm kiếm những gì thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, chúng con thân mến, khi chúng con đi đến và cùng một chức trách một khi hành nhiệm vụ của mình và một cử của Chúa Kitô, chúng con hãy cố gắng quy tụ các tín đồ thành một gia đình để chúng con có thể hướng dẫn họ đến với Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần. Chúng con hãy luôn luôn thắp nhìn gương sáng của một người tổ phật. Ngài không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ. Ngài đến để tìm kiếm và cứu rỗi kẻ lương tâm. Xin mời các tín hữu tin lành. Lời tiên hứa của tiên chức, lời tiên hứa này sẽ nhắc nhở các tín chức luôn ý thức rằng đây là một sự tha thiết đặc biệt và gần gũi với Chúa Kitô trong các bộ nhiệm của ơn thánh, nên các ngài phải đón nhận bằng tất cả sự trân trọng biết của mình. Và đồng thời các ngài phải tỏ rõ quyết tâm dân thân và trung thành trong sứ vụ mới của tiên chức tiên mục. Chúng con thân mến, trước khi lên chức linh mục, chúng con phải tuyên bố trước mặt giáo dân sự quyết định của chúng con liên quan đến chức vụ sẽ lãnh nhận. Các con có muốn luôn luôn chu toàn nhiệm vụ tư tế trong hàng linh mục như cộng tác viên trung chính của hàng giám mục trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không? Các con có muốn chu toàn một cách xứng đáng và khôn ngoan thừa tác vụ lời Chúa trong việc rao giảng phúc âm và trình bày đức tin công giáo không? Các con có muốn cử hành một cách đạo đức và trung tín các mầu nhiệm của Chúa Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa chân Kitô hữu theo truyền thống của Hội Thánh, nhất là trong khi tế tạ ơn và chú thích hòa giải không? Các con có muốn cùng với chúng tôi không ngừng dựa vào lời chúc nguyện phải cầu nguyện mà ngày xin lòng thương xót của Chúa cho mọi dân đã được tha thứ cho các con không? Ngày càng liên kết mật thiết hơn với khi tôi được thuế Tánh đã tự hiến mình cho Chúa Cha làm một tờ lễ tinh tuyền vì chúng ta và còn muốn cùng với người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không? Sau đây là lời hứa vâng phục của các tín chức trước đấng bản quyền của mình. Con xin hứa, xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành vừa đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kinh và vâng phục Cha cùng các đấng kế vị Cha không? Con xin hứa, xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành vừa đã khởi sự nơi con.
Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha con. Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha con. Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha con. Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha con. Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha con. Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha con. Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha con. Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Con có hứa tôn kính và vâng phục cha cùng các đấng kế vị cha con. Con xin hứa. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi con. Lời khẩn cầu các thánh. Theo lời chỉ dạy của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói rằng hôm nay Thiên Chúa đã đặt để những kho tàng thánh thiên nơi những chiếc bình sành yếu đuối. Chúng ta hãy sốt sắng khẩn nài các thánh trên trời để nhờ gương sáng và lời chuyển cầu của các ngài, các tiến chức sẽ thực thi sứ vụ linh mục như lòng Chúa ưng mong. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng đổ tràn ơn phước lên các con giới chúng ta và những kẻ Chúa đã chọn nên chúng Sancte Iosef,
Omne sancte patriarca et profete, ora te pro nobis. Sancte Petri et Paule, ora te pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancti Ioannes et Iacobe, ora te pro nobis. Sancte Matei, ora pro nobis. Omne sancte apostoli, ora te pro nobis. Sancte Marche, ora pro nobis. Sancta Maria Magdalena. Venite ad ora.
Từ lúc các
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa những nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tình yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời, và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài, hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài. Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn, tình Ngài đi vẫn còn theo bước con đêm ngày. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời, để sống trăm năm cho riêng tình Ngài. Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa con, tương lai còn dài. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời kinh Đức Cha. Hôm nay là ngày lễ trọng của giáo hội, ngày giáo hội kính nhớ trọng thể Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. Đối với giáo phận Vĩnh Long, hôm nay còn là ngày đại lễ vì là ngày cổ mạng của Đức Cha, và ngày Đức Cha tấn công mấy giáo phận từ Hồng Linh Mục là ngày hồng ân. Mười đứa con đầu lòng của đời giáo mục của Đức Cha. Thay mặt cho Linh Mục Hòa, con vui mừng và sung sướng đón nhận các anh em mới này vào Linh Mục Hòa của giáo phận. Trong niềm hân hoan của ngày đại lễ, con xin thay mặt cho tất cả các anh em linh mục đang hiện diện, cũng như những anh em vắng mặt, và cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, dân lời Chúa Cha về chúc mừng cổ mạng với phong tình đặc tính hiếu thảo
và yêu mến của chúng con. Nguyện Thiên Chúa nhà này cầu màu của Thánh Phêrô ban cho đức cha dồi dào sức khỏe, tăng này một lần và ơn Chúa Thánh Thần để đức cha thi hành tốt sứ vụ tử và để công cuộc phúc âm hóa theo hướng ra khơi để thả lưới mà đức cha đã đề ra cho những mình và cho giáo phận mà đức cha đang theo đuổi mang lại những điều thành quả cho giáo phận và cho giáo hội. Xin đức cha một lần nữa con xin thay mặt cho toàn thể công đoàn xin chúc mừng một ngày đức cha. Xin đức cha luôn cầu nguyện và chúc lành cho chúng con. Chúng con xin dâng lời chúc cha một bàn thủ trưng cho tất cả tâm lòng của chúng con. Chúng con can đảm sống cho Chúa và trung thành với những gì chúng con đã tuyên hứa. Chúng
chúng con hứa sẽ cầu nguyện cùng Chúa ban cho Đức Cha nhiều ơn lành hộ xác để dẫn dắt giáo phận Vĩnh Long ra khơi và thả lưới. Kính thưa cha giám đốc, đức ông, cha bề trên, quý cha giáo đại chúng viện, kính cha hoàng hạ, quý cha sở cùng quý cha đồng tế, kính mến. Trong suốt thời gian qua, quý cha đã không ngại bao lao tâm vất vả khó nhọc để cầu nguyện, dạy dỗ, đồng hành, yêu thương và dẫn dắt chúng con từng bước trong hành trình ơn gọi. Và hôm nay, quý cha đã không ngại đường xa xa xôi để đến những nhân thánh lễ và cầu nguyện cho anh em chúng con. Chúng con luôn ý thức rằng chúng con có được như ngày hôm nay là nhờ bao hy sinh âm thầm của quý cha mà nên. Chúng con xin ghi nhớ trong tâm những ân tình ấy. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban dồi dào ân phúc của Ngài xuống trên quý cha và quý ân sư. Kính thưa quý vị trên, quý tu sĩ nam nữ kính mến, chúng con xin cảm ơn quý vị về những lời cầu nguyện, chia sẻ, những tình cảm quý mến mà quý vị đã dành cho em chúng con trong suốt thời gian qua. Tất cả những điều ấy đã giúp chúng con vững bước hơn trong hành trình ơn gọi. Nguyện cho tình mến thương trong đời tận hiến này luôn gia tăng hơn nữa trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa là Cha. Anh em chúng xin rất thân mến. Bao năm sống chung với một mái nhà, cùng một mái trường, cùng chung chí hướng, sướng vui đau khổ luôn có nhau. Xin chân thành cảm ơn anh em. Nguyện xin Chúa là đứng hay thương xót, gìn giữ anh em như gìn giữ con người bắt ngài. Kính thưa quý ân nhân, quý thân nhân cùng toàn thể cộng đồng phụng vụ, hạt giống ơn gọi của chúng con được triển nở như ngày hôm nay là nhờ bao hy sinh đóng góp từ tinh thần đến vật chất của tất cả quý vị. Nguyện xin Chúa là đứng thấu suốt mọi sự, ban ơn bình an và gìn giữ quý vị trong tình yêu và lòng thương xót của ngài. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha sở nhà thờ chánh tòa, cha quản lý địa phận, quý cha cùng quý vị công ban tổ chức đã vì yêu thương chúng con tận tình tận lực trong việc tổ chức để thánh lễ hôm nay diễn ra trong tinh thần trang nghiêm và đạo đức. Nguyện xin Chúa thương ban nhiều ân lành xuống trên quý cha và quý vị. Chúng con xin cảm ơn cha đoàn, ban quý chức, quý hội đoàn nhà thờ chánh tòa cùng toàn thể ông bà và anh chị em đã dâng lời ca, tiếng hát, cầu nguyện và góp công sức cho thánh lễ được diễn ra tốt đẹp. Xin Thiên Chúa ban phúc lành xuống cho từng thành viên trong cộng đoàn. Chúng tôi xin cảm ơn chánh quyền các cấp đã hỗ trợ chúng tôi tổ chức thánh lễ này được diễn ra trong hài hòa và trật tự. Lời cuối cùng, chúng con muốn dành riêng cho gia đình. Chúng con xin chân thành cảm ơn ba mẹ và anh chị em đã yêu thương, hy sinh, dâng chúng con cho Chúa. Tình yêu ấy, chúng con xin ghi khắc trong tim. Chúng con sẽ cầu nguyện thật nhiều cho ba mẹ và gia đình trong thánh lễ và giờ phút mỗi ngày. Xin Chúa thương dịch dịu ba mẹ và anh chị em trong một tình yêu bao la vô bờ bến của ngài. Giờ đây, cuối xin Đức Cha, quý tu sĩ nam tử, anh em chúng sinh, ba mẹ và toàn thể cộng đoàn phụng vụ nhận nơi đây lòng cảm ơn chân thành của đoàn chúng con. Kính xin Đức Cha cùng quý vị thương tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ chúng con trong sứ vụ mới. Nguyện xin Thiên Chúa vào lòng thương xót, phủ đầy ơn lành của ngài xuống trên Đức Cha, quý cha cùng quý vị. Một lần nữa, chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ. Và từ đây, với đôi bàn tay thường sức dầu thánh thiết các trọng thể, các tân linh mục sẽ mang phép lành cho cộng đoàn của Chúa đang thực hiện. Xin kính mời cộng đoàn. Chúa ơn anh chị em. Amen. Xin
sắp nan tan ngàn dân lo toan vì họ sắp đôi thân vài chiếc bay mây chu cá đôi ba người mang ra thầy dâng lên cao tạ ơn Thiên Chúa và chỉ cho rằng chiều xưa no bữa lòng hân hoan trong mắt nhân thế hay không khinh chê chẳng xem mô ế và hôn tôi thông chia nỗi khó.